Hiếu LB lên dã man anh dài à? Ừ, nói chung là thằng Hiếu nó có duyên mà, thằng Hiếu LB là có duyên mà, nhưng mà cái kiểu nói chuyện của Hiếu đi tùy người nó mới thích. Không, Quang bảo sang chơi server Anh Độ à? À, nói chung là Quang chơi server Anh Độ cũng được, sang bên đấy nhiều streamer dễ nổi hơn anh em. Chơi server của tớ thì có mỗi tớ livestream là chính, còn đâu là mấy anh em kia cũng phụ thôi. Sang bên server Anh Độ chơi thì tốt. Sang server Anh Độ chơi tốt mà, sang server Anh Độ chơi má, mày follow lên nhiều lắm. Tôi mà có cơ hội là tôi cũng xin chơi đấy, nhưng mà ui chết, bỏ mẹ rồi. Ui bỏ mẹ tôi rồi, các bạn ơi, chơi xong rồi. Đéo hiểu sao mình lại để cái điểm hồi tốc biến làm gì nhỉ? Chết rồi, nhầm rồi. Má nó ngu thật. Lâu lắm mới đánh con Camille này, cảm giác nó vẫn mượt mà đấy chứ ta ơi. Xương xương, người ta gọi là xương xương. Ngu công hiểu không? Xương xương, Ngu công hiểu hiểu cái vấn đề chưa? Không được à? Không được, má cái thằng này nó có tàng hình khó chịu quá tao ơi, má mày. Trời ơi, mượt chưa? Deep luôn cậu ơi. Cậu ơi. Đây là. Xương xương đây này. Trời ơi là trời. Má nó chứ cái thằng Vũ Công này. Đi Vũ Công lên gì nhỉ? Tam hợp kiếm đi. Mồm bảo tam hợp kiếm nhưng mà lại mua búa dìu, má thằng ngày ngáo luôn. Anh Duy ơi, em đang vướng vào một mối tình mập mờ. Cô ấy hơn em 7 tuổi, em đã thổ lộ rồi, nhưng cô ấy không cho em câu trả lời rõ ràng. Đến lúc em lạnh nhạt với cô ấy, lại kiểu thân thiết với em, thì em nên làm thế nào? Anh giúp em với ạ. Mẹ à, lại còn thế nữa. Em bảo thẳng với cái chị đấy là chị muốn bổ em thì chị bổ mẹ đi. Chị cứ loàng hoàng, đấy là ok chứ có cái gì đâu. Chứ mình ít tuổi hơn, mình dườm già làm cái gì? Mình ít tuổi hơn là mình mày từ kiến thức, từ tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này là mình đéo bằng người ta rồi. Mình dườm già làm cái gì? Mình bổ thẳng luôn. Là chị ơi, em thích chị. Hoặc là như nào đấy. Chị ăn em luôn đi cho nó nhanh. Mẹ mày toàn con cáo đấy, nên là đừng có văn vẻ làm gì cả đi. Mẹ nó cười vào mặt cho. Đã yêu các chị rồi thì bổ thẳng cái vấn đề thôi. Bổ thẳng cái vấn đề cho anh gì cái. Bổ thẳng cái vấn đề cho anh gì. Chứ tôi nói thật với bạn nhá. Là hơn 7 tuổi thì má mày, nó mà sinh sớm chớm tí nữa là nó đẻ được ra mình rồi, làm sao mà mình lừa được nó, đúng không? Láp chơi được GTA không anh? Chắc là chơi được. Láp là chơi được anh em, nếu mà láp anh em láp gaming láp khỏe đi thoải mái. Thề luôn đấy Ngu Công ơi, tớ chưa nghĩ được cái cách mà cậu chạy được cái pha này luôn đấy. Thề luôn là tớ chưa nghĩ ra cái cách cậu chạy được cái pha này luôn đấy chứ. Anh Duy full Mikenko à? Không, cũng full gì đâu anh em ơi. Nhưng mà cũng đú đợt thôi. Full gì đâu. Ui thề vãi cả trưởng. Mình còn... tôi thề với anh em mà tôi đang định ấn P để tôi zoom cái map GTA rồi đấy. Cái lồng má gọi là cái loot B, loot mua đồ. Mẹ chết dở rồi. Chết rồi, tay chân bây giờ cứ bấm bản đồ lên để tích cái điểm tím thôi. Ây da, tôi đang định bấm P rồi tôi ấn chuột trái để cho cái bản đồ to ra để tôi bấm chỗ tôi đi đến anh em ạ. Con mẹ nó. Ây da. Ơ mất mạng à? Vãi cả đái, tự nhiên kết nối lại đấy.
Con mẹ như mất đồng máu. À mày bịp rồi. Game mới chờ cùng. Tự nhiên mất cái quầy đóng băng mà mẹ nó chứ. Tôi thật với anh em nhá. Con gái mà sinh năm 1993 tầm này mà chưa có chồng, chưa có người yêu là địt mẹ mày lọ ế vãi cả đái ra rồi. Lọ ế rồi. Nên là mình phải là người sang chứ không phải là người ta là người phải sang, anh em hiểu không? Mình sang lên em hiểu ạ? Em hiểu không? Mình là mẹ em sinh năm 2000, mình mẹ mày mới chớm mà. Mình mới là người phải sang chảnh lên chứ nhờ, ta lại làm kèo dưới nhờ. Sao mình lại phải làm kèo dưới nhờ? Trời ơi là trời. Mình phải là kèo trên. Giải tỷ phú ơi. Uống không độ trúng nước tỷ 2 cơ à? Được thế nhờ? Cứu gì vậy? Cứu gì vậy? Uầy má mày, thở xét ơi. Thở xét ơi. Được cái chứ ta. Cứu gì vậy? Ngon 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 ngon. Vậy đó. Yakuza clip full thì anh em cứ lên YouTube anh em xem nhá. Tất cả các clip GTA mà bản full, bản 30 đến 40 phút ấy, để cho anh em xem nó đỡ nghiện ấy, thì anh em lên YouTube của Duy. Còn fanpage thì tớ chỉ post 10 phút đổ xuống đây anh em ạ. Nhá. Sau đi top tiếp à? Ok ok anh em. Mọi anh em đi xin một like đi mọi người ơi. Nghìn ba anh em, mỗi anh em bấm like từ cái nha. Cảm ơn mọi người. Rồi, có vẻ cái kế hoạch để cái link Facebook lên caption của tớ có vẻ hơi phá sản anh em ạ. Tiếp cận hơi thấp. Thôi, ngày mai lại để lại bình thường thôi. Ngày mai để lại bình thường thôi. Vãi cả đái rồi. Vãi cả đái rồi. Trời ơi là trời. Ây à má mày biết tôi thiện gì luôn. Trời ơi là trời. Lùi tí đây. Trời ơi. Trời ơi, đâm sâu thế nhở. Rút ra không kịp rồi tao ơi. Chết rồi. Mày thua đấy chứ. Xoay. Ây à, vẫn không end được cơ à. Úi dồi ôi. Vẫn còn lên đây để đép tôi thì làm sao mà có cái gì mà đánh. Xoay. Ăn thôi. Xoay. Alo anh Hiếu ơi, và anh Hiếu ơi. Và là anh Hiếu ơi. Ok anh em thấy hay nhớ để lại tớ một like một share nhá. Ơ con mẹ sao lại lắm hệ thống mẹ em Gandena gửi quà cho bạn thế này. Mẹ mày nhà tao nhiều tiền lắm, mày đừng gửi quà cho tao.
Mẹ, anh em nhìn này, chấp nhận được không? Anh em nhìn này, phần thưởng này. Phiếu tố cáo hệ thống, à hệ thống xử phạt. Cái gì ấy, tài khoản của bạn đã bị tố cáo xâm nhập trái phép. Bạn xin vui lòng truy cập hỗ trợ gazena.xyz để xác minh tài khoản xyz. Cái thằng bố mày chứ xyz. Mẹ mấy cái thằng này, mấy con đi lọn này nữa.